Ok, xin chào mừng tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Thịt Bò Khô. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chơi tập tiếp theo của Resident Evil 2 Remake bản Việt hóa. Sorry các bạn là cái tập 1 mình chưa kịp cài Việt hóa vào, cho nên là mình hơi sơ suất một chút. Thì mong các bạn thông cảm. Nhưng mà ở trong tập 2 này thì mình đã cài Việt hóa và nó sẽ Việt hóa tiếng Việt tất cả cho các bạn rồi. Bây giờ chỉ việc chơi thôi. Ok, chơi tiếp nha. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ là phải đi đón em gái kia. Em gái quên mẹ tên này. Chạy bộ tập thể dục nào anh em. Từ xem trong này có gì ạ. Ui, có cái máy bay nó vừa đập đầu ở đây này. Thì mẹ kia đéo rồi, có con zombie nó trồi ra xem. Đây, thằng đuổi này. Tí kiểu gì nó cũng ra nó hành mình. Các bạn yên tâm đi, tí kiểu mình sẽ di chết mẹ. Đấy, mẹ vừa đoán xong. Các bạn nhìn thấy mặt thằng này giống mình không? Claire. Đéo giống à? Đi mẹ các bạn. I'll be right there. Okay. Đón em gái yêu. It's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. Luôn thả thính nhau đây luôn các bạn ơi. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But how are you doing? You know, right, die. Surviving. That's good. Đi con mẹ. Any luck with your brother? No, not yet. Zombie mò đến đít rồi vẫn đứng ra đây thả thính với nhau ạ. Rảnh vãi luôn. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Ôi, thế là hết. Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Claire, you need to go. Now. Ơ, thế là em này vẫn chưa vào được à? Okay. Kinh quá, trước khi đi thả thính câu đấy. Marvin, I've got a situation here. I'm surrounded by zombies. Marvin, do you copy? Ngon. Ủa đè. Con bà già dọa bố mày này. Láo toét này. Dọa tao này. Láo này. Làm đéo là giết được. Ui, nó lại dậy kìa bạn ơi. Nằm con mẹ đi. Bắn đầu nhiều người ta tác dụng mẹ nhất rồi. Rồi, sử dụng van thôi. Ô, thằng đang tắm trong này à? Ê, anh tắm trong này em ơi. Anh tắm này. Tại sao cứ phải nhất quyết kiếm cái van để đi tìm trong này có gì nhỉ? Này thằng này chuẩn bị sống lại này. Ơ, chết mẹ. Gì đây? Súng. Tí nước nào. Mẹ vô dụng vãi lồn. Nhiều thằng ăn hại. Tắm đi cho đỡ vô dụng. Mẹ tắm đi.
Nó không có gì để nhặt luôn các bạn. Này có gì không? Đâu có gì luôn. Mẹ đi. Tìm hộp cất được cái van mở đi qua đây được mỗi viên thuốc súng ạ. Khó chịu quá anh. Thêm viên giọt găn. Ui, what the fuck? Ôi, con gì kia các bạn ơi? Ui. Quá ồn. Con mẹ. Quá ồn các bạn ơi. Bố nhìn mày nha con chó. Bố nhìn trước tương lai rồi nha. Tao nhìn đến trước tương lai nha con chó. Rồi. Đéo đến gần đến nơi là bắn nó đéo chết luôn các bạn. Và đấy. Shit. Chết mẹ em đi. Còn sống không anh? Mẹ máy ngồi dậy đi. Máy ngồi dậy xem nào. Con mẹ mày. Bố có haki, haki quan sát đi con chó. Rồi. Về đây lắp nào. Xem được, xem có unlock được không nào. Sử dụng. Được chưa? Sao đéo mở. Rồi, ngon rồi. Kiểu này để chỗ anh kiểu lối thoát hiểm rồi. Lối thoát hiểm ở sở cảnh sát thì phải. That's our way out. Lieutenant Branna. Marvin. Chết con mẹ rồi đâu. Marvin. Đấy. Ôi ơi, biến đổi rồi. We need to get you to a hospital right now. No, no, I save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can see what we've got here together. Just can... It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go! I understand. Eddie. Ngon, thoát rồi anh em ơi. Ủa thịt mẹ. Won't let you down, Marvin. Mẹ cho mày tối nữa rồi. Con gì đây? Ôi con gì đây, con gì đây? Ôi giời ơi. Ôi. Kiếp thằng này bị lây nhiễm thằng này bị lây nhiễm virus kết hợp với cả Red Bull à. Con mẹ khỏe vãi rồi. Ui đi con mẹ các bạn ơi, nó còn cầm vũ khí nữa các bạn ơi. Cút ấy ạ. Ôi quả đấy sao nó lên trượt mình nhỉ, dễ hiểu lắm. Con mẹ hết đạn rồi các bạn ơi. Đi đường nào đây? Ra đây bố xem nào. Cái
tanker. Xiên nó, đúng rồi em ơi. Để còn mỗi viên này. Ơ hình như là hình như điểm yếu của nó là cái mắt thì phải. Thế thì con mẹ. Con mẹ hớp hớp con cà cà. À lựu đạn, lựu đạn, lựu đạn này em ơi. Có viên lựu đạn này. Ôi nhớ được phụt con mẹ rồi. Xin nó, xin nó, đúng rồi. Một quả đạn vào mồm mà em. Con mẹ giết con này kiểu gì. Khó lên. Nằm đi. Con mẹ bắn hết cả đạn rồi vẫn đeo chết ạ. Ôi rồi rồi rồi, chạy 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 em ơi. Ăn hết rồi đã. Ui nó đuổi, nó đuổi. Con mẹ thằng này chạy nhanh lên xuống nào đi con mẹ. Sơ sơ mà em. Con mẹ sơ sơ nó vẫn chạy bộ thể dục được. Con mẹ chạy nhanh lên bố xem nào, tao xin mày đấy. Đi con mẹ gặp con quái vãi cả lồn này mà nó nhìn nó chạy đấy các bạn ơi. Vãi cả lồn. Bom này em. Có quá lồn. Hết mẹ đạn rồi. Chết chưa? Con mẹ má luôn, chết rồi các bạn ơi. Rồi anh cứ thì giết xong cái này thằng máy auto nhạc luôn. Vậy cái này giết xong nó mới cho thang máy xuống ạ, thang xuống ạ. Đồ gì không loot phát nào. Đéo ơi. Đéo cắt các bạn ơi. Damn. Need a key card. Ui con gì đằng sau lưng kia? Con gì kia? Ui giời ơi, chó cảnh sát các bạn ơi, chó cảnh sát bị lây nhiễm. Ôi chết con mẹ tôi rồi. Ăn lồn này. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. À.
này, có người giúp. Ngon. Who is that? Stay sharp. Ai đây, em nào đây? King. Mẹ cô gái vào cái bắn chuẩn thế. Lower it. Ôi, ui ôi xinh thế. Sorry. Thank you. For your help. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Mình bất ngờ theo điểm đéo sao thằng ăn hại này lại đi được đến đây luôn. Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Hey, I'm not done talking to you. Hey. Nếu có cái thẻ ở đây thì sao nhỉ? Được ra ngoài luôn à? Các đàn nữ này phải đâu có. Đi, nó đi đâu rồi? Con này nhanh ấy. Teleport à? Gì ơi? Firing pseudo cảnh sát hầm B1. Phải đổ xe chuồng chó. Ý, tôi chết rồi, chuồng chó tức là có mấy con nữa rồi. Đéo đây. À. Human. Hello, human. You've been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No, no, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Hey. Hey. I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry. I can't do that. I have to talk to the chief first. Look. We're both prisoners in the station. So either we play nice and help each other out. Shit. It's coming. What? What's coming? Come on, didn't he? Don't be an asshole. Okay, you need this. Just get me the fuck out of here. Ui. Vãi cả lồn. Cái gì đây? Ui. Thôi. Thế là hết. Who is that? It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Anh hại nhất game. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Anh đi theo em được không? Parking permit. The deal's on. Anh đi theo em được không? Đéo đi được. Ôi rồi, ôi bây giờ mới tìm thấy cái này ạ.
Ngon. Ôi cái thịt con mẹ. Một xiên này, chết con mẹ em đi. Một bom này, chết con mẹ em đi. Mãi không chết ạ. Ai cứt thật. Thịt con tà gì đây? Con gì đây? Jesus Christ. Chạy đi các bạn ơi. Nó đuổi. Ui nó ra được kìa các bạn ơi. Ui thằng đi nhanh quá rồi các bạn ơi. Các bạn ơi. Cứu. Cứu các bạn ơi. Nó trốn vào đây. Chết rồi, đừng cụt rồi. Ui đừng cụt được các bạn ơi. Chết rồi rồi. À, đéo vào được đây. phòng này phòng xếp game các bạn ơi. May quá hồn. Đéo vào được đây. Yes. Vào đây bố xem nào. Vào đây bố xem nào. Tào tuét. Đéo vào được phòng xếp game đúng không? Nó đâu rồi? Đâu nhỉ? Đi nhanh ấy. Này nó có quy luật cả đấy các bạn. Đây. Rồi. Có cái gì nào? Chúng ta dự phòng số nút số 2. Mình có exit. Ui. Cái gì con mẹ nó mà chạy nhanh hơn, mày chạy nhanh hơn được không? Chạy nhanh hơn tí thôi, tao xin mày đấy. Mày chạy nhanh hộ tao một tí cái mày. Chạy nhanh hơn đi, con mẹ. Cứu. Con mẹ chạy chậm như con rùa, khổ vãi cả lồn. Có pass này. Chạy đi. Rồi đừng cụt mẹ luôn rồi. Ôi chào anh. Em chào anh ạ. Đéo chạy nữa rồi. No. Khỏe đấy.
Better get moving. Không giết thằng này rồi. Khó quá. Thằng kia đến nơi rồi. Đừng. Ôi, không sao em. Không sao. Rồi. Rồi sao nữa đây? Không vừa. Vãi cả cứt. Ok, tìm thấy rồi. Có gì ở đây? Nhớ được cái mẹ đi luôn. Chết mẹ rồi. Rồi, hoạt động rồi các bạn ơi. Vãi cả cứt. Mãi mới lấy được một cái bộ phận này. Tại sao? What the fuck, man? Rồi. Đây rồi, con mẹ. Đợi kiếm đồ mãi mới thấy. À, công ty Umbrella. You told me this interview was about the new scholarship Umbrella set up. Come on, Annette. Nobody cares about that. They want to know about the G virus. And that big fucking sinkhole in the city, which, by the way, rumor has it goes straight to your underground lab. Now, are you gonna talk to me, or are you gonna? This interview is over. Bitch. Đi xếp phỏng vấn tiếp tục. Lại là bọn Umbrella bóp dài. What are they after? Umbrella bóp dài rồi. Thôi đấy, mình biết ngay mà. Nó có sai đéo đâu. Thôi, thế là hết.
Cháu hiểu đâu có đoạn thì thoát ra đây kiểu gì luôn. Đấy, đấy. Mày vãi cứ. Ui, thôi chết tôi rồi. Give me a break. Tôi vẫn né được hay ngon. Từ từ các bạn. Phải bình tĩnh. Đi đúng đường không người ta? Ui, nhầm đường rồi. Nhầm đường rồi. Ây à. Nhầm đường các bạn ơi. Con mẹ bố cắn máu cái đã. Wow, thầy khỏe đấy. Để cắn cần này em. Đây rồi. Em FBI đây rồi, yes. Chết con mẹ em đi. Nó chưa chết đâu nhưng mà thôi, giam nó đây một lúc được rồi. This is getting old. Saving your ass, that's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. Đấy, nó vẫn sống kìa. Nothing dies down here. Chết. Đồ đi em. Nó vẫn sống. Take it, you have the key card. Yeah, and this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it. Let's get out of here. Con này thế ngoạn như con ma ấy nhỉ. Is that the intel you needed? Unfortunately no. Đi mẹ. Ben didn't come through. Mình nghĩ con này là boss cuối rồi bạn ơi. More info. nhìn sợ quá cứ. What about you? Trying to save the world? I told Lieutenant Brenna I'd bring help. Good luck getting that. Rồi. Road's out. Ông này. Going through that gun shop looks like the only way. Ông này chạy bộ. Dưỡng sinh còn bà này thì đi chợ. Cặp đôi này hoàn hảo luôn các bạn. Cặp đôi hoàn hảo luôn. What a mess. Lại nhìn cái gì đây? Mình thằng nhân vật mình xử lý chậm 1 thì con mụ này xử lý chậm 10 ạ. Nhặt được 9 viên bọ. À, người còn sống này. Don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. I tell you what. You're gonna turn around. Right back out the way you came. Ôi. Chết mẹ rồi. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. Ôi, đứa con gái làm sao kìa? Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate. It's my fault. Ôi, ông này chết rồi. Ông này chết rồi. Ada. Just let them be. Ông này chết rồi. Sweetheart, I told you to stay put. Daddy. Daddy's here. Con mẹ nhìn bệnh vai lồn này mà vẫn còn giữ là sống được. What they did to us. Ôi, nhìn tay ông này này. You're a cop.
You're supposed to know something. How did this happen? Huh? Ôi dồi ôi. She was a sweet little angel. Như cắn đá luôn các bạn ơi. Mommy. I'm sleeping, honey. Giết đi cho đỡ khổ. And I'm gonna put you to bed. Ngáo quá rồi. Nó mà ngáo 100% là nó chém bừa đấy cơ. Ông này chết rồi. Ôi dồi lại còn bê nó. Bế nó đấy chứ. Nó cắn vào cổ này. Just go. Just give us some privacy. Kiểu gì sau này quay lại đây thấy hai cha con này thành zombie hết rồi. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? Ôi, tự bắn mình luôn à? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. Thích lật đổ Umbrella không bao giờ luôn các bạn ơi. Các bạn phải hiểu là nó ra đến 8 phần Resident Evil rồi mà nó kẻ tập đoàn Umbrella nó vẫn chưa bị làm sao hết. Thì các bạn hy vọng gì lật đổ được Umbrella ở cái Resident Evil 2 Remake này? Không bao giờ. Rồi, ok, như vậy là mình sẽ kết thúc tập này ở đây. Hy vọng các bạn thích video của mình. Nếu mà các bạn thích thì đừng quên để lại một like và một subscribe để cho mình thấy nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ subscribe nhá. Bye bye. Ôi bạn ơi, bạn sức đề kháng kém là do bạn không subscribe đấy bạn ạ.